À, thưa các bạn tại việt nam chúng ta vào mỗi kỳ bầu cử thì điệp khúc đảng cử dân bầu lại được người dân bày tỏ với sự bức xúc khác nhau mặc dù biết việc bầu cử chỉ là hình thức kết quả đã được sắp đặt từ trước nhưng tất cả mọi người ai cũng vui vẻ đi bầu không ai dám phản đối không ai thấy áy náy lương tâm của mình trong video này Chúng ta sẽ nói về một trong những quyền cơ bản nhất của con người, quyền phản đối theo lương tâm. Chúng ta biết giáo huấn xã hội công giáo trong Ducat tại số 57 đã khẳng định bằng lương tâm chúng ta có thể biết sự thật về điều đúng đắn và điều sai trái. Đúng hơn, lương tâm là tiếng nói chân lý cất lên từ nội tâm là luật tự nhiên được khắc ghi vào tâm khảm của mọi con người. Thông qua lý trí chúng ta có thể lĩnh hội từ lương tâm những chân giá trị luôn đúng ở mọi thời, mọi nơi. Do đó, giáo huấn xã hội trong Ducat tại số 206 khẳng định thẩm quyền ràng buộc tối cao chính là lương tâm của mỗi con người. Các công dân không bị buộc trong lương tâm phải theo những chỉ thị của chính quyền dân sự nếu những mệnh lệnh ấy trái với luân thường đạo lý, trái với những truy... những quyền cơ bản của con người hay trái ngược với giáo huấn của tiên mừng. Nói cách khác, bằng lương tâm của mình, mọi công dân buộc phải từ chối khi được kêu gọi cộng tác vào các hành vi xấu về mặt luân lý. Không ai bị ép buộc phải làm điều gì hoàn toàn trái ngược với những niềm xác tín căn bản của mình. Riêng đối với các Kitô hữu Họ không được cộng tác dù chỉ là hình thức vào những việc ngược với luật Chúa dù đã được luật pháp dân sự cho phép vì đó là một nghĩa vụ quan trọng của lương tâm. Khi nói về quyền tự do phản đối theo lương tâm giáo huấn xã hội còn lưu ý thứ nhất mọi chính quyền khi ban hành luật lệ đều phải ban hành các luật một cách công bằng tức là những luật phù hợp với phẩm giá con người và phù hợp với lý trí đúng đắn đòi hỏi. Thứ hai, vì lương tâm con người có thể sai lầm, nên mỗi người cần phải đào luyện lương tâm và học theo sự chỉ dẫn đúng đắn về những giá trị chân thực. Tóm lại, lương tâm là tiếng nói chân lý cất lên từ nội tâm, nên thẩm quyền ràng buộc tối cao chính là lương tâm con người. Do đó, bằng lương tâm của mình, mọi công dân buộc phải từ chối khi được kêu gọi cộng tác vào các hành vi xấu về mặt luân lý